bay quá trời mà trời chuyển mưa đó mấy bạn, quay không thấy chiếc máy bay gì hết trơn. Hi các bạn, hôm nay là lễ July 4th đó. Các bạn mình đó, đi ăn nhà hàng, ăn nhà hàng xong đó, rồi đó, mình đi coi bắn pháo bông. Mình bận quá chừng, thành ra mình mới sửa soạn đi bây giờ đây nè. Bây giờ chiều rồi. So guys, today is July 4th. We are going to eat at the restaurant and then afterwards I'll go see fireworks. Bây giờ mình đi. Let's go guys. Bữa nay không có nắng. Giờ này trễ nữa. Xưa đông lắm, bây giờ người ta sợ lắm, người ta đi ít xịt. Giờ nhà hàng đóng cửa rồi, giờ mua cái gì? Taco. Mua cái taco về ăn lễ. Giờ nhà hàng đồ đóng cửa hết trơn các bạn ơi. So the restaurant we want to go eat at, they're closed. So we're ordering some fast food. Would you like any mild hot sauce? Yes, some hot sauce. Yep. Yeah. You too. Lễ du lai du phò vắng quá trời luôn. July 4th là 4 tây tháng 7 là lễ độc lập tự do của nước Mỹ. Thành ra mình làm đồ ăn Mỹ không. Mình mua đồ ăn Mỹ ăn cho cái lễ của Mỹ. Cái này mình mua là thoát còn nãy mình đi mình mua rồi các bạn. Tại vì mình đi ăn nhà hàng nhưng mà nhà hàng không có mở cửa. Thành ra mình đi lại cái tiệm này mình mua taco. Rồi cái mình mua thêm pizza với mấy french fry đây nè. Mình ăn cho lễ, cho July 4th. Cherry đây, cherry đầu mùa đây. Còn chua. Giờ ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Happy July 4th guys. Yeah, happy July 4th. Yes, yeah, so we wanted to go to the restaurant to eat and then they closed, so we bought all American food here, fast food taco, and then we bought a pizza and some fries. So I'm gonna eat here pizza, but yeah, so then we had to get some fast food. All American food. Mình mua cái pizza về mình nướng. Giấm nè, không thì ăn ba cái nước trắng gì đó. Ăn giấm đi.
So salad and vinegar. Thức ăn nước chấm. Cái này thóc cò bò. Thích ăn cái giòn nè. Không mềm á. Mua cái mềm ăn cũng ngon. Ừ. Cái giòn nó mới ngon. Con cũng thích cái giòn. Cái này hả mà. Ồ cái này cái gà, gà nướng. Vậy là cái này là cái mango đây nè, cái mango shrimp. So this that was the beef. This is the grilled chicken taco. It's like the sauce man. And this one right here is the it's the new shrimp mango. Ăn cherry chua hay ngọt? Ngọt. Ngọt hả? Thấy tưởng chua mà nó ngọt. Nó không phải ngọt cắt nhưng mà nó chua chua mà ngọt. Lưu lại phò ăn đồ Mỹ không à? Uh-huh. Không có làm đồ ở nhà. July 4 ăn đồ Mỹ mới đúng. Lễ độc lập của Mỹ. Ăn lễ đi coi bắn pháo bông. Ừ. Ừ. Fry giòn không? Nước nho tưởng màu tím ai vậy đâu. Không phải tím. Ủa sao màu trắng vậy? Ừ, tưởng màu tím. Grape soda. Trời ơi, mẹ tưởng màu trắng. Con màu cũng tím tưởng đó. Nhưng mà nó có cái mùi nho. Thử coi. Nhưng mà có tưởng màu trắng, màu tím. Nước nho uống khác một chút. Bị xạ. Salad. Salad Việt Nam để giấm vô. Giấm đường á. Cái này cho mẹ nè. Để anh Trang nước sốt con. Được rồi, được rồi, nhiều quá cay. Cay, cái này cay. Cay ngon. Không có nước sốt ăn không có ngon. Nó khô ăn có. Không ngon đâu. Yeah. Right, my mom can eat the taco. She can eat American food. But my dad, he doesn't like American food. So he eats Vietnamese food. Rồi các bạn ơi, mình thử cái này nè. I'm gonna try this taco here. This is the mango shrimp taco. Bánh nó ngán một. Cái bánh này nó mềm. Ăn bánh nào. Cái shrimp họ chiên
So it's fried shrimp. They batter with flour and they fried the shrimp and made a taco here. I'm gonna try, see if it's good. Thành ra ba mình ăn cơm, ăn đồ ăn Việt Nam á. Dạ, thành ra mình với mẹ mình ăn thôi. Mẹ mình thì ăn đồ ăn Mỹ được, mẹ mình thích. Không mà ăn gì cũng được hết chứ. My mom, she can eat, she likes American food, but my dad doesn't. This one, you can taste the sour mango in the taco. Có phải làm ăn, có phải làm ăn dở vậy? Mà thử cái này đơn giản. Làm đơn giản á. Đúng rồi. Cay quá. I love this. Này ngon. Này ngon, này chấm ketchup. Me and my mom love this. My mom can eat American food. Ketchup. Ngon ha. Wow, cái sốt này cay quá. This taco sauce is so spicy. We went to the store and we bought the pizza and french fries. Năm nay á, người ta ít có đi coi bắn pháo bông, không có bắn pháo bông. Cấp cái sổ á, gọi là có bắn đâu. Mà mình không biết, mình tưởng có bắn. Hồi năm ngoái mình bắn nhiều hơn chút. Hồi năm ngoái bắn cũng nhiều nha, năm nay không biết làm sao. Bắn ít lắm. Cherry đầu mùa mà mẹ nói ngọt. Chua ngọt. Ngọt nhưng mà có chút xíu hạt chua. Nó dính vô cái điều nè. Trái thì ngọt, trái chua. Đầu mùa vậy thôi á. A little bit sour. Not much. Chua ngọt ngọt ngon quá. Giờ mình ăn quá no đó. Giờ mình đi hình như Capital không có, nghe nói không có bắn. Mình đi coi chỗ nào có bắn pháo bông, mình đi coi bắn pháo bông. Thấy mà. So weird stuff. Eating American food. We're gonna find a place to watch the fireworks. Yeah, so tưởng chua mà đâu có chua đâu. Ngon, ăn được, ngon. Có hậu chua một chút ngon. Không phải chua lét, chua ăn ngon. Ngọt ngọt, chua chua. So we're gonna find a place to watch the fireworks. Ăn xong rồi mình đi. Mấy trái đây. Các bạn ơi, mình đi ra ngoài để coi bắn pháo bông nè các bạn. Bây giờ họ bắt đầu nè. So I'm watching the fireworks right now on a hill. Đang bắn nha các bạn. Gió mát quá. Họ đang bắn pháo bông đây nè. So they're starting the fireworks right now here. Wow.
quá đẹp. There's not a lot of fireworks tonight. Vậy thôi. Trời, đâu có thấy gì đâu. This year.